Thì hôm nay lại tiếp tục món ăn vịt xiêm nhà nha mọi người. Nói chung ra mình làm con vịt xong hết rồi và chế biến món ăn hấp dẫn và ngon đặc biệt nha mọi người. Thì nói chung ra là mình ướp gia vị đầy đủ hết rồi. Bây giờ mình bỏ chao vào. Này mình ướp, mình sẽ nấu chao nha mọi người. Này là vịt nhà, nếu mình không phải vịt là vịt mua nha, vịt truyền thống nhà.